Kênh Nhà Đất 927 xin kính chào tất cả anh chị. Kênh Nhà Đất 927 hiện tại đang đứng trên lộ tỉnh lộ 925 ha. Đây là một tuyến đường nó từ từ lộ 5 Sông Hậu về quốc lộ 1A đi qua chợ Phú Hữu, thị trấn Ngã Sáu và chợ Cái Chanh. Đây, tại đây là cứ lên là vị trí này, đang vị trí này tới lộ quốc lộ 1A khoảng 4 hoặc 5 cây số nữa. Mấy anh nó đang ngược về đó anh chị. Thì hay là tuyến đường phía sau đó là thì ra quốc lộ 1A ngay chân ra cái tắt anh chị. Vị trí đất mình nhắc là vị trí đất ngay đây. Vị trí đây này là thuộc xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Thì đây, vị trí đất này thì tổng miếng miếng đất này thì là ngang 35. Thì đây từ bằng miếng này và tới đụng cái mấy bên đó là 35 m. Anh chị, từ miếng này đi vô trong đó là 34 m. Cái mặt tiền phía sau là 25 m nha các anh chị. Đấy, máy bên này thì là 43-44 m gì đấy. Tổng diện tích miếng này là 1.200 m². Thì vị trí đất này ngay nằm ngay đây ha. Đấy. Thì trên đất này có được 300 thổ cư. Còn lại đất cây lâu năm hết luôn các anh chị. Thì được hai mặt tiền, một mặt tiền là 5 đồng. Và một mặt tiền nối từ quốc lộ 1A ra về xã Đông Phước nha các anh chị. Thì đất này thì nằm ngay xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đây, chúng ta qua cái này để xem cái gốc gần mấy bên này anh chị. Anh chị thấy bộ hàng gạo mà, đó là hàng gạo anh chị, đi ngồi cho trong anh chị. Người đi công, tới mấy sau luôn anh chị. Mấy sau luôn, mấy này được săn lắp bơm cát rồi. Đi qua cục ganh mấy bên này 35 m. Đừng có trụ đá cao cao đó các anh chị. Đúng rồi, dụng trụ đá cao cao đi ngược cái miếng sau ha. Vậy chúng ta vào trong tham quan ha. Thì được hai mặt tiền, thuận tiện cho các anh chị luôn để mở kho xưởng luôn anh chị. Này miếng này thật thuận tiện mở kho xưởng lắm luôn nha. Thì xung quanh đây đầy đủ các tiện ích luôn, đầy đủ tất cả các tiện nghi tiện ích luôn các anh chị. Đây, lộ 925 lộ xe tải 13 tấn. Đây, bơm cát rồi nè các anh chị, cao bằng lộ rồi ha. Thì miếng đất này theo hướng hướng đông hướng tây anh chị. Hướng này là hướng đông nè các anh chị. Rồi, hướng ngược lại này hướng tây nha. Cái lộ phía sau lộ xe tải 13 tấn luôn anh chị. Hai mặt tiền rất thuận tiện. Thì xung quanh đây thì có ủy ban xã, ủy ban xã cách đây khoảng 500 m 300 m không tới 500 nữa. Trường học thì khoảng 200 300 m thôi. Trường học với ủy ban xã rồi khoảng 300 400 m thôi các anh chị. Rồi, xin thông báo giá luôn, thì miếng này hiện tại chủ đang kêu giá với giá kêu giá bán đó là 6 triệu một mét. 1.200 mét vuông thì 6 tỷ 600 7 tỷ 2 đó các anh chị, khoảng 7 tỷ 2 nha các anh chị. Đây là phía sau, coi cái lộ phía sau ha. Đây thì tới chợ số 10 khoảng 4-5 cây. Chung là vị trí đất này làm kho xưởng rất là tuyệt vời luôn, ok. Rất là yên các anh chị. Đây là cái lộ phía sau ha. Rất là đẹp các anh chị. Lộ nó hướng này đi ra quốc lộ 1A cho cái tắc này các anh chị. Đây là vị trí đất của mình thì mấy hàng gạo chúng đi thẳng ở đây, ở cây này, cây trên này cây gì sao
quên tiêu rồi. Tiêu ngược qua mấy bên này. Cái phía sau này là 25 mét. Đụng chỗ đá ngay đó đó anh chị. Đụng ngay chỗ đá đó. Anh thẳng ra chỗ đá đằng trước. Đó ngay đằng trước có cái chỗ đá luôn đó. Đây nhắc là thông tin miếng đất này là tổng diện tích cái miếng này đó là 1.200 m², thuộc xã Đông Phước, Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, với mặt tiền một mặt tiền là 35 m, một mặt tiền là 20-25 m, với một bên chiều dài là 35, một bên là 45, hướng thuộc hướng đông và hướng tây. Rồi giá chủ đang giao bán cái miếng này là 6 triệu một mét, tương đương với 7,2 tỷ nha anh chị. 6 triệu một mét. Đất thì phải bơm cát san lấp rồi, phải bơm cát và san lấp rồi anh chị. Hiện tại miếng này được gồm 2 sổ nha, trong đó có 300 thổ cư và còn lại là cây lâu năm. Thì video của anh đến đây xin tạm ngưng. Cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video. Các anh chị nào có nhu cầu xin liên hệ cho em trực tiếp qua số điện thoại 0939 953679 để em dẫn anh chị đi xem, hoặc là em nhận sản phẩm gửi bán từ số điện thoại luôn các anh chị. Anh chị nào chưa đăng ký kênh này cho em xin một lượt đăng ký và một lượt thông báo để nhận những cái thông tin video đất mới nhất từ kênh Nhà Đất 927 ha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn ạ.